Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của HD Radio. Như các bạn đã biết thì ở các video trước chúng tôi có giới thiệu đến quý vị và các bạn các mẫu loa sub của Calip như R120, FBK hay là FBL120. Thì hôm nay chúng tôi lại tiếp tục mang đến cho quý vị và các bạn một sự trải nghiệm mới trên dòng loa sub của Calip có model là R100 FBK. Thì ngay trước mắt các bạn đây là một chiếc sub R100 FBK. Thì ngay bây giờ tôi và các bạn hãy cùng bóc chiếc loa sub này ra và cùng tìm hiểu xem chiếc loa sub này nha. Ok các bạn, và bây giờ thì tôi sẽ bóc thùng chiếc loa sub này ra nhé. Ok các bạn, thì ở đây nó sẽ có một túi phụ kiện như thế nha các bạn. Dây nguồn này và sổ hướng dẫn sử dụng. Đây, tôi sẽ bóc nó ra. Đây các bạn, có rất nhiều dây nguồn luôn. Một, hai, ba. Các bạn có thể thấy được là một chiếc súp với kích thước bát là 2,5 quỳnh. Ok các bạn, thì ngay trước mắt các bạn đây là chiếc súp của Calip R100 FBK. Thì các bạn cũng có thể thấy được là một thiết kế rất là nhỏ gọn đúng không ạ? Thì ở đây thì chiếc loa này có kích thước là chiều cao là 36,8 cm và chiều rộng của loa là 31,8 cm và chiều sâu là 41,7 cm nha các bạn. Và cân nặng của nó thì là khoảng tầm 11 kg, rất là phù hợp với các không gian phòng từ 25m² xuống. Và tuy nhỏ gọn nhưng cái chất âm thanh của nó thì rất là chắc chắn nha các bạn. Đây là mặt trước của chiếc loa, thì nó sẽ được bảo vệ bằng một lớp ecam vải nha các bạn. Ở đây chúng ta có thể tháo nó ra để xem chiếc loa rất là dễ dàng. Và lớp ecam bằng vải này thì cái vải này nó sẽ giúp cho chiếc loa tản nhiệt rất là tốt. Khi mình sử dụng, trong quá trình sử dụng nó bị nóng thì làm sao, nó sẽ tản nhiệt rất là tốt nha các bạn. Kích thước loa bát thì là 25cm và để đáp ứng được tần số cho cái loa bát này thì là từ 32 đến 120Hz nha các bạn. Mình sử dụng rất là ok. Loa bát được tráng một lớp đồng và cái gân loa này sử dụng bằng cao su nông cao cấp, giúp cho các bạn có thể sử dụng thời gian dài mà nó không ảnh hưởng đến cái chất âm thanh của nó nha các bạn. Và công suất đáp ứng cho nó thì khoảng tầm từ 150W đến 300W. Và đây, mặt trước của chiếc loa đây. Còn ở đây người ta vẫn thiết kế thêm một cái logo của Calip màu đồng như các bạn. Đó là một cái đặc trưng riêng của các dòng loa của Calip. Ok các bạn, thì bây giờ mình quay mặt đằng sau của chiếc loa cho các bạn có thể xem. Thì chiếc loa này cũng giống như là các mẫu R200 FBK. Thì ở đây nó cũng sẽ có các nút hiển thị và các cổng line in vào như các bạn. Cổng gain, loud pass này, hay là auto, chế độ tự động, hay là góc chỉ pha. Và có hai cổng line in như các bạn. Đây. Và các thông số kỹ thuật của nó phía này. Và ở mặt sau sử dụng một lỗ thông hơi có đường kính khoảng tầm từ 7 đến 10cm để giúp cho cộng hưởng âm thanh và chất loa bát chắc chắn và tốt hơn.
Còn vỏ thùng loa thì được thiết kế bằng gỗ MDF cao cấp và được sơn một lớp sơn phủ bóng nhẹ nhưng mà nó có khả năng là chống va đập và chống xước nha các bạn, và đặc biệt là khả năng chống ẩm của nó rất là tốt, nên là loa có thể thời tiết hay là bị ẩm thấp như nào thì nó cũng không ảnh hưởng đến phía bên trong loa nha các bạn. Các bạn có thể chưng nữa. Chiếc loa sub Calip R100FVK thì các bạn cũng có thể thấy được chiếc loa sub rất là đẹp mắt, sang trọng và phù hợp với lại không gian nhà mình, đúng không ạ? Thì các bạn có thể tìm hiểu chi tiết hơn về sản phẩm tại website hdradio.vn và các bạn cũng có thể gọi điện đến số hotline 0917 000914 hoặc 0964 217 388 để được tư vấn và giao hàng miễn phí. Và các bạn cũng có thể đến trực tiếp showroom của chúng tôi để trải nghiệm sản phẩm thực tế tại 9496 Trần Quý, phường 6, quận 11, 77B, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã quan tâm video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.